Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi video trên kênh youtube của Đài Phát Thanh và truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất để gửi tới quý vị. Thưa quý vị, hôm nay, ngày 21 tháng 10 năm 2024, kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15 đã thông qua nghị quyết bầu Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026. Cụ thể theo kết quả, với 440 đại biểu có mặt bỏ phiếu tán thành đạt 91,6% tổng số đại biểu Quốc hội. Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết bầu đồng chí Lương Cường Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư giữ chức Chủ tịch nước. Theo đó, đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã được bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026 đây là vị chủ tịch nước thứ 14 của nước Việt Nam. Theo quy định của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, sau khi chủ tịch nước được bầu đã tuyên thệ trước Quốc hội và cử tri cả nước, phát biểu nhập chức Chủ tịch nước Lương Cường đã cảm ơn Quốc hội đã tín nhiệm bầu ông giữ chức Chủ tịch nước, trân trọng cảm ơn Ban chấp hành Trung ương Đảng, các đồng chí lãnh đạo Đảng nhà nước đã tin cậy giới thiệu đồng chí đảm nhận trọng trách cao cả này. Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh đây là vinh dự, là trách nhiệm to lớn, đồng thời là cơ hội để đồng chí được cùng với Ban chấp hành Trung ương Bộ Chính trị, Ban Bí thư tốc tâm sức phục vụ Tổ quốc, phục sự nhân dân theo con đường Đảng ta và Bác Hồ đã lựa chọn. Chủ tịch nước hứa với cử tri và đồng bào cả nước sẽ không ngừng rèn luyện, trao dồi phẩm chất đạo đức cách mạng, đề cao trách nhiệm nêu gương, phấn đấu, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để thực hiện mọi nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch nước. Tiểu sử và quá trình công tác của đồng chí Lương Cường Đồng chí Lương Cường sinh ngày 15 tháng 8 năm 1957, quê quán xã Dữ Lâu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ tân tộc Kinh, chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, Bí thư Trung ương Đảng khóa 12, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 11, 12, 13, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Đại tướng chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa 15, trình độ lý luận chính trị cao cấp, trình độ chuyên môn cử nhân xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước. Năm 2002, đồng chí Lương Cường tự chức Chính ủy Quân đoàn 2. Năm 2008, chính ủy quân khu 3. Năm 2009, đồng chí Lương Cường được thăng quân hàm trung tướng. Năm 2011, đồng chí là phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Năm 2014, đồng chí được thăng quân hàm thượng tướng, ủy viên quân ủy trung ương, bí thư đảng ủy, cơ quan Tổng cục Chính trị, học bồi dưỡng cán bộ cao cấp tại Trung Quốc. Từ tháng 1 Năm 2016 đến tháng 4 năm 2016, Thượng tướng Bí thư Trung ương Đảng khóa 12, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Từ tháng 5 năm 2016 đến tháng 1 năm 2021, Thượng tướng, Đại tướng, tháng 1 năm 2019 Bí thư Trung ương Đảng khóa 12, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương, Ủy viên Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, Ủy viên Tiểu ban Bảo vệ Chính trị Nội bộ Trung ương. Tháng 1 năm 2021, Đại tướng Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương, Ủy viên Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, nay là Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, Ủy viên Tiểu ban Bảo vệ Chính trị Nội bộ Trung ương, đại biểu Quốc hội khóa 15 tháng 7 năm 2021. Ngày 16 tháng 5 năm 2024, tại hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, khi hội nghị Bộ Chính trị báo cáo Ban chấp hành Trung ương Đảng về việc Bộ Chính trị đã quyết định phân công đồng chí Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia Ban Bí thư và giữ chức vụ Thường trực Ban Bí thư Ngày 20 tháng 10 năm 2024, trong ngày họp đầu tiên của kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 15 đã bầu đồng chí Lương Cường giữ chức thành chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026. chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam gọi tắt là chủ tịch nước là nguyên thủ quốc gia của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam là người đứng đầu nhà nước việt nam thay mặt nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam về đối nội và đối ngoại chủ tịch nước thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân giữ chức chủ tịch hội đồng quốc phòng và an ninh việt nam chủ tịch nước là một trong số các đại biểu quốc hội việt nam do toàn thể quốc hội bầu ra Người giữ chức vụ chủ tịch nước đầu tiên của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Tôn Đức Thắng, được bầu tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội Việt Nam năm 1976, không có quy định pháp luật chủ tịch nước phải là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhưng giai đoạn gần đây, chủ tịch nước thường là một ủy viên Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Quy trình đề cử bầu bổ nhiệm chủ tịch nước Chủ tịch nước được bầu bởi Quốc hội trong đại biểu Quốc hội Điều 87 Hiến pháp năm 2013. Vì vậy, điều kiện đầu tiên của ứng cử viên chức danh Chủ tịch nước cũng phải là đại biểu Quốc hội khóa đương nhiệm. Theo khoản 2 Điều 8, Luật Tổ chức Quốc hội năm 2024, Chủ tịch nước được Quốc hội bầu dựa theo đề nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Trình tự bầu Chủ tịch nước được quy định cụ thể vào Điều 31, Mục 1, Chương 3, quyết định vấn đề quan trọng của đất nước Nghị quyết ban hành nội quy kỳ họp Quốc hội số 102/2015 do Quốc hội khóa 13 ban hành ngày 24 tháng 11 năm 2015 như sau. 1. Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu chủ tịch nước. 2. Ngoài danh sách do Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị, đại biểu Quốc hội có quyền giới thiệu thêm hoặc tự ứng cử vào chức danh chủ tịch nước, người được giới thiệu ứng cử có quyền rút khỏi danh sách người ứng cử. 3 đại biểu Quốc hội thảo luận tại đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội có thể họp với các trưởng đoàn đại biểu Quốc hội để trao đổi về các vấn đề có liên quan. 4. Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại đoàn đại biểu Quốc hội và giải trình tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, trình Quốc hội quyết định danh sách người ứng cử do đại biểu Quốc hội giới thiệu hoặc tự ứng cử. 5. Quốc hội thảo luận biểu quyết thông qua danh sách để bầu chủ tịch nước. 6. Quốc hội thành lập ban kiểm phiếu. 7. Quốc hội bầu chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín. 8. Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết. 9. Quốc hội thảo luận biểu quyết thông qua nghị quyết bầu chủ tịch nước. 10. Chủ tịch nước tuyên thệ. Tại mỗi kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa mới sẽ bầu ra một ban kiểm phiếu làm nhiệm vụ điều hành và xác định kết quả bỏ phiếu với các thành viên, không là người trong danh sách để Quốc hội bầu, phê chuẩn, miễn nhiệm, bãi nhiệm, cho thôi, làm nhiệm vụ, phê chuẩn, miễn nhiệm, cách trước lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm. Cách thức để xác định kết quả bỏ phiếu bầu các chức danh trong bộ máy nhà nước, bao gồm cả chủ tịch nước, được quy định như sau. Cũng trong khoản 3A, điều 27, mục 1, chương 3, nghị quyết ban hành nội quy kỳ họp quốc hội số 102 năm 2015. Trường hợp biểu quyết bầu các chức danh trong bộ máy nhà nước, người được quán nửa số phiếu hợp lệ tán thành so với tổng số đại biểu quốc hội và được nhiều phiếu tán thành hơn, thì chúng cử. Trường hợp cùng bầu một chức danh mà nhiều người được số phiếu tán thành ngang nhau và đạt quá nửa số phiếu hợp lệ tán thành so với tổng số đại biểu quốc hội thì quốc hội biểu quyết lại việc bầu chức danh này trong số những người được số phiếu hợp lệ tán thành ngang nhau. Trong số những người được đưa ra biểu quyết lại, người được số phiếu tán thành nhiều hơn là người chúng cử, nếu biểu quyết lại mà nhiều người vẫn được số phiếu tán thành ngang nhau thì người nhiều tuổi hơn là người chúng cử.